Rồi Vũ bên chào các bạn nha. Hôm nay công ty Goldmart giao một chiếc Belegos 892.2 về ở Hảo Đức, Châu Thành, Tây Ninh ha các bạn. Xe vừa mới tới luôn ha. Nãy thấy con chạy qua chạy lại hoài. chú kiểu không biết cái địa chỉ. Điện Vũ à. 892.2 các bạn. Nãy giờ đó con xuống nhà mạnh nãy thấy quen nãy giờ. Đây 892.2. Tám chín hai chấm hai thì ở công ty bữa có hai chiếc ha, thì bây giờ về Tây Ninh, về Tây Ninh một chiếc, còn mấy bữa trước thì về Bánh Cầu một chiếc 892. Đây thì chiếc 892.2, còn ở dưới công ty còn chiếc ha, còn chiếc 892.2 nữa nha. Rồi mở cửa ha, mở cửa vô. Này mới dựng hai chân trống này cho nhóm lên nè. Nhóm lên cho đừng cho nó có độ im á. Giờ sướng ha. Đạp rồi. Rồi đầu mở dây ha các bạn. Rồi xuống từ từ. Rồi, chúc mừng anh chủ nha, chúc mừng anh chủ đã sở hữu robot siêu phẩm 892.2. Rồi, về luôn. Các bạn thấy góc lái không? Góc lái rất là rộng luôn ha. Lọt quá. Rồi bị gạch sáng nha các bạn.
Chà, máy chè hơi thấp hả? Thấp rồi. À. Thì danh cho nó mà chú không lọt à? Đang phải nâng lên à? Nhưng mà lọt. Lọt. Không thấy gì cho chạy sát cái chừng lọt á chứ. Sát qua đây lọt á. Nó giỏi sao là 18.434 ha các bạn. Đó. Anh quay sơ một vòng ha. Quay sơ một vòng cho các bạn chiêm ngưỡng ha. Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của em nó đã về Tây Ninh. 892.2. Ở đây nó có cái bộ, có cái bộ keo móc ha. Mà nhưng mà này về Tây Ninh thì anh em ta sẽ xài lại cái bộ keo móc khác ha các bạn. Cái này thì giống như ở bên nước ngoài thì nó dạng kéo cái thớt cái lôi lết á. Cô Tùng dừng còn trên xe kia không? Cái này nó hơi lớn ha, nên là nó hơi bị cắn ha. À. À, xảy ra ha. À, xảy dài ra ngoài phải không? À. Cái này mình về mà cái này đâu sao để đâu xài tới cái móc này đâu à. Xài móc kia. Đó, các bạn xem vẻ đẹp của nó ha. Đụng không đụng hết à. Đụng hả? Hết dầu luôn rồi chứ. Để đủ xuống được rồi, thì đừng hết dầu chưa được rồi. Để cái đó rồi. Trước là 360 70 24. Đây. Hello, quý vị cô chú nha. Ngày hôm nay Long đệ giao về cho anh Phong ở châu thành Tây Ninh một máy Bedewood 892 HP 30 vô nha. Cuối cùng thì cũng đã giao tới nhà cho anh Phong. Rồi xong nha các bạn. Ở trong có hai này mình không dám vô. Có hai đệ đứng đó không dám qua. Có hai đệ ngầu quá. Đi trước ha. Đó, toàn cảnh em nói phía trước nha các bạn. Các bạn thấy dẫn vỏ ngầu không? Ừ, đúng rồi mà em quên, đúng rồi. Sao chứ? Trời gì anh? À, sao hỏi đúng không? Cho mai cái số không? Kiểm tra. Mới mua chỗ nãy. Ngày chiều phải lượm tiếp. Cũng máu bữa đi về cũng sáu. Lần tiếp về 52 tỷ mẹ nó chịu sổ 052 à? Số máy hả? À? Má bữa rớt 7 luôn. Rồi giờ xe xe cứu hộ xe kia xe tải về trước. Ủa xe tải về đậu đâu? Năm qua là xe tải về đậu đâu? Rồi giờ đây là còn một phần phụ tùng. Phụ tùng là một giờ gồm một thùng nhớt ha. Không. Hai cái đó mô hiểm. À. Hai đó mô hiểm là tặng thôi. Dạ, vô tặng của anh đây. À, đây là phụ tùng. Hay gì sách xuống đây, sách xuống vô giỏng đi. Ờ sách xuống vô giỏng đi cái đầu hả lấy ra. Nó vậy ha. Ừ. Bạn á. Rồi, giờ nhận phụ tùng đi để ba cái lọc nhớ. Ở trong điện thoại có ba cái lọc nhớ, đúng không? Đi vậy không?
ba cái. Ở bỏ đâu? Ba cái lọc nhất thôi các bạn. Ba cái lọc nhất. Ba nãy ba gọi ở dưới á. Ông phi lực. Ông phi lực. Chị coi go. Go một cộng ha. Cộng go. Đây là cái nhông gì đó? Cái chuột, đôi chuột á. Ừ. Có hai cái. Hai cái. Một gần nhiều gần ít à. Đó xịt cá cho ngáy nhà. Cổng chào Hy Lực. Cổng chào Hy Lực. Đóng. Đóng, đóng ống à. 4, 4, 5. Hai cái lọc khô nè. Chó nè. Đây, 6 cái đây. Rồi, 6 cái. Giữ vàng, còn thì giữ. Cái này em mở vỏ nè. Nhịn ăn nhịn uống mấy năm nay, 10 năm nay. Rồi hết. 10 năm rồi đó. Còn tung nhớt hết đâu. Nhớt xe. Ba cái lọc hay các bạn, ba cái lọc nhớt. Hai cái lọc khô. 6 cái tổng, hai cái đuôi sới. Một cây mở vỏ ha. Như còn còn thùng nhớt nữa. À, còn thùng nhớt nữa ha. Đây, nhớt cái này là khách mua thêm anh. Cái thùng này là khách mua thêm. À, thùng nhớt là khách mua thêm chứ không có đi theo mấy cài nha. À. Đó khách mua thêm. Đây là đồ tặng kem này. Ừ. Đồ này là đồ tặng kem. Rồi. Thùng nhớt thì là thùng nhớt khách mua. Thùng nhớt bỏ tiền túi ra. Cái này này có ghế phụ mà đi theo được rồi đó. Có ghế phụ mà mày mới cài hả? Anh Nam hướng dẫn cho em trai sơ sơ cái số bọng này nha các bạn. Đó, anh em mà có quan tâm tới dòng Belagos thì cứ alo số điện thoại của anh Nam để trên tựa đề ha các bạn. Còn mình sẵn đây mình xin chúc mừng anh chủ ha. Chúc mừng anh chủ đã sở hữu một siêu phẩm 892.2. Chúc anh chủ làm ăn luôn phát tài phát lộc nha. Rồi video mình kết thúc đây nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của mình. Rồi chào tạm biệt các bạn nha.